Ethiopia bắt đầu 3 ngày quốc tang tưởng niệm gần 260 nạn nhân đã thiệt mạng sau trận lở đất kinh hoàng. Không khí tang thương bao trùm. Nhiều nội dung quan trọng được thống nhất tại diễn đàn khu vực ASEAN, diễn đàn hàng đầu ở khu vực đối thoại về các vấn đề chính trị an ninh. Các nước thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí hợp tác để buộc giới siêu giàu phải nộp thuế. Thưa quý vị, vào tối qua, tại nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phố Thiền Quang, Hà Nội, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cùng phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Biden cử đã đến thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với phu nhân Ngô Thị Mận cùng gia quyến của Tổng Bí thư. Ngoại trưởng Blinken chuyển lời chia buồn của Tổng thống Joe Biden tới phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh các lãnh đạo, quan chức chính quyền Hoa Kỳ cũng như cá nhân Tổng thống Biden luôn coi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn, là đối tác tin cậy. Với tầm nhìn và dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, tình hữu nghị và quan hệ giữa hai nước đã được vun đắp và phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, đạt tầm mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay. Nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hình mẫu trong việc hàn gắn giữa hai nước cũng như là người góp phần xây cây cầu kết nối giữa nhân dân hai nước. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Tổng thống Biden, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ sẽ luôn ghi nhớ và tôn vinh di sản của Tổng Bí thư với những tình cảm và kỷ niệm tốt đẹp về một người đã tạo nên những dấu ấn lịch sử trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Thay mặt gia quyến, phu nhân Ngô Thị Mận bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp của phía Hoa Kỳ, cá nhân Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken đã dành cho Tổng Bí thư. Phu nhân chia sẻ, khi còn sống, Tổng Bí thư đã dành sự quan tâm, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đã cùng Tổng thống Biden ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái. Phu nhân tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ tháng 9 năm ngoái để thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, thực chất và đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, phu nhân Ngô Thị Mận đã gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Biden, phu nhân và gia đình. Và tối qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sang Việt Nam chia buồn và viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoại trưởng Blinken đã chuyển thư chia buồn của Tổng thống Joe Biden gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thư, Tổng thống Biden nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc về lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư tại Washington DC vào năm 2015 và vào năm ngoái khi cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước, nhấn mạnh Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, tự cường và độc lập mà Tổng Bí thư đã cống hiến trọn cuộc đời của mình. Cá nhân Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và trân trọng những đóng góp của Tổng Bí thư trong việc củng cố và vun đắp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời cảm ơn chân thành tới Tổng thống Biden vì những tình cảm tốt đẹp và thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cảm ơn Ngoại trưởng Blinken đã sang Việt Nam để chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư trong thời khắc đau thương này. Chủ tịch nước chia sẻ, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất coi trọng việc phát triển quan hệ với Hoa Kỳ và thường nhắc đến Tổng thống Biden với nhiều tình cảm tốt đẹp. Chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí thư đã tạo động lực giúp hai nước phát triển mạnh mẽ và trở thành đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay. Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định. Vào tối qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Thay mặt Tổng thống Biden và chính quyền Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Blinken gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh Tổng Bí thư là người đi đầu trong việc vun đắp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trở thành hình mẫu của sự hàn gắn và hợp tác vì lợi ích của nhân dân. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Ngoại trưởng Blinken đã tới viếng và thăm hỏi gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua Ngoại trưởng, Thủ tướng chuyển lời cảm ơn Tổng thống Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden, hai nước đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp tục nhập khẩu hàng hóa thế mạnh của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại, tẩy độc dioxin tại các điểm nóng, hỗ trợ người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi hậu quả chiến tranh. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Bugakov đã bị bắt vì tội tham nhũng. Ông Bugakov, 69 tuổi, là Thứ trưởng Quốc phòng của Nga từ năm 2008 đến năm 2022. Ông Bugakov phụ trách các vấn đề hậu cần của quân đội. Đây là nhân viên cấp cao mới nhất trong Bộ Quốc phòng của Nga đã bị cáo buộc về tham nhũng. Trước đó, thì Thứ trưởng Quốc phòng Nga Timur Ivanov cũng đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ. Ông Ivanov có thể phải đối mặt với án tù 15 năm. Các thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vừa nhất trí hợp tác yêu cầu giới siêu giàu phải nộp thuế. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 nhấn mạnh đến tình trạng là các tỷ phú trốn thuế. Trên cương vị là chủ tịch của G20 trong năm nay, Brazil đề xuất là áp thuế tối thiểu là 2% đối với các tỷ phú. Pháp, Tây Ban Nha và Nam Phi đã ủng hộ sáng kiến này, trong khi Mỹ và Đức thì phản đối. Theo Oxfam, 1% người giàu nhất trên thế giới đã tích lũy được 42.000 tỷ đô la tài sản trong thập kỷ vừa qua, và con số này gấp 36 lần tổng tài sản của một nửa dân số nghèo nhất thế giới. OpenAI, công ty khởi nghiệp đứng sau công cụ hội thoại nổi tiếng ChatGPT, đã công bố ra mắt SearchGPT vào ngày hôm qua. Đây là công cụ tìm kiếm được thiết kế để tập hợp sức mạnh của các mô hình AI của công ty với thông tin từ Internet để có thể trả lời các truy vấn trực tuyến một cách nhanh chóng và cung cấp các nguồn có liên quan. Đáng chú ý là các tính năng tìm kiếm được tinh chỉnh trong nguyên mẫu sẽ được tích hợp vào ChatGPT trong tương lai. Theo đó, thì người dùng sẽ có thể tương tác với SearchGPT thông qua các truy vấn hội thoại và có thể liên tục đặt các câu hỏi như đang trò chuyện với một người thật. Tại nước Mỹ, thì cuộc bầu cử tổng thống của nước này đầy tốn kém. Đây là một đề tài mà được báo chí Mỹ khai thác đậm nét trong tuần vừa qua. Và để có đủ kinh phí tham gia tranh cử, thì các ứng cử viên phải tích cực vận động tài trợ. Khả năng vận động tài trợ được coi là một yếu tố then chốt quyết định thắng lợi của các ứng cử viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cùng phóng viên Công Tùng điểm báo về chủ đề này tại Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã thu về 81 triệu đô la trong 24 giờ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui. Đây được coi là số tiền quyên góp lớn nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ. CBS News bình luận, chỉ 36 giờ đầu tiên khởi động chiến dịch, bà Harris đã thu về 100 triệu đô la, đến từ hơn 1,1 triệu nhà tài trợ. Trong đó 62% là các nhà tài trợ lần đầu. Tín hiệu tích cực này, theo bài báo, sẽ tạo động lực cho đội ngũ tranh cử của phe Dân Chủ. Trang Fortune phân tích rằng, làn sóng quyên góp ủng hộ bà Harris đã tạo ra sự thay đổi trong bối cảnh gây quỹ của cuộc bầu cử, đặc biệt khi ông Donald Trump đang giành lợi thế. Trong quý 2, Đảng Cộng Hòa đã huy động được 331 triệu đô la, vượt xa so với 264 triệu đô la của Đảng Dân Chủ. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, chiến dịch của Trump có 128 triệu đô la tiền mặt khả dụng, trong khi bà Harris chỉ có chưa đến 96 triệu đô la. Việc gây quỹ thành công không chỉ mang lại lợi thế tài chính, mà còn phản ánh sự ủng hộ và niềm tin từ phía cử tri dành cho các ứng viên. Số tiền này sẽ được đốt cho các chiến dịch quảng cáo, tổ chức các sự kiện lớn và duy trì đội ngũ vận động tranh cử chuyên nghiệp. Reuters đưa ra con số 14 tỷ đô la trong chiến dịch bầu cử Mỹ năm 2020, khiến nó trở thành chiến dịch đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ. Số tiền này chi cho các cuộc đua vào Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện. Theo Ủy ban Bầu cử Liên bang, các ứng cử viên phải chi 2,2 tỷ đô la để vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ. USA Facts, trang tin chuyên theo dõi đóng góp và chi tiêu bầu cử Mỹ, cho biết từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm nay, các chiến dịch tranh cử đã thu 8,6 tỷ đô la. Hơn 65% số tiền đó, khoảng 5,6 tỷ đô la, đến từ các ủy ban hành động chính trị. Đến nay, 3,9 tỷ đô la đã được chi tiêu hết. Số tiền tranh cử năm nay dự báo sẽ sớm vượt mức kỷ lục của 4 năm trước. Luật pháp Mỹ quy định mỗi cá nhân có thể đóng góp tối đa 6.600 đô la cho một ứng viên tổng thống trong một cuộc bầu cử bao gồm cả bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Ngoài ra, mỗi người cũng có thể đóng góp lên tới 36.500 đô la mỗi năm cho các ủy ban đảng để hỗ trợ cho các ứng viên của mình. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Một đề tài được truyền thông Nhật Bản quan tâm, đó là tuổi thọ trung bình của đất nước này có dân số già nhất thế giới đã tăng trở lại sau 3 năm giảm. Tuổi thọ trung bình đối với nữ của Nhật Bản luôn duy trì vị trí là số 1 trên thế giới liên tiếp trong vòng 39 năm qua. Tuổi thọ trung bình tăng đồng nghĩa là Nhật Bản đang phải chuẩn bị cho một xã hội siêu già với nhiều gánh nặng về an sinh. Phóng viên Quang Hưng sẽ làm rõ câu chuyện này qua phần điểm các trang báo tại Nhật Bản. Nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tuổi thọ trung bình của người dân nước này đã tăng trở lại. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa thể đưa Nhật Bản trở lại mốc của năm 2020, năm ghi nhận tuổi thọ trung bình của người dân nước này ở mức kỷ lục. Theo báo Asahi, tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản vào năm 2023 là 87,14 tuổi đối với nữ và 81,09 tuổi đối với nam. So với năm trước, tuổi thọ đã tăng 0,05 tuổi đối với nữ và 0,04 tuổi đối với nam. So sánh con số này với các quốc gia khác, tuổi thọ trung bình của nữ giới Nhật Bản tiếp tục đứng số 1 thế giới, trong khi đối với nam đứng ở vị trí số 5 của thế giới. Tờ Mainichi trong bài viết nói về tính bền vững của hệ thống lương hưu Nhật Bản trong 100 năm tới. Tuổi thọ trung bình của người cao tuổi dự kiến sẽ tăng thêm 4,2 tuổi đối với cả nam và nữ trong 50 năm tới đây. Cải cách tiền lương năm 2022 đã quyết định không tạo thêm gánh nặng cho người lao động. Do vậy, tờ báo này cũng nêu ra hai xu hướng, hoặc là phải giảm trợ cấp cho người cao tuổi, hoặc là giới hạn thời gian nhận trợ cấp, tức là tăng tuổi nghỉ hưu. Tờ Nikkei đưa ra bài viết sửa đổi định nghĩa về người già. Tờ báo này cho biết trong cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Kinh tế và Tài chính được tổ chức vào tháng 5 vừa qua, có ý kiến từ khu vực tư nhân cho rằng khi người dân ngày càng thọ và khỏe mạnh thì nên xem xét mở rộng định nghĩa về người cao tuổi thêm 5 tuổi nữa. Hội Lão Khoa Nhật Bản vào tháng 6 vừa qua, sau khi các nhà nghiên cứu đã phân tích các yếu tố như tuổi thọ, lối sống và dẫn tới đề xuất thay đổi định nghĩa về người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên thành 75 tuổi trở lên. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2017, hiệp hội này đề xuất định nghĩa lại người cao tuổi. Tuy nhiên, vẫn chưa có cuộc thảo luận nào đáng kể diễn ra. Hiện tại thì Nhật Bản vẫn tiếp tục kêu gọi những người cao tuổi tiếp tục đi làm và hoãn nhận trợ cấp, mặc dù họ đang bước vào tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, biện pháp này vẫn là không đủ khi mà Nhật Bản bước vào một xã hội siêu già. Quang Hưng, phóng viên thường trú tại Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản. Do tỷ lệ sinh thấp ở mức kỷ lục, Hàn Quốc đang ghi nhận xu hướng số nhà trẻ giảm, trong khi số nhà dưỡng lão thì tăng. Bộ Y tế và Phúc lợi của Hàn Quốc vừa công bố báo cáo cho thấy là trong năm ngoái, số lượng nhà trẻ hoạt động trên cả nước đã giảm gần 2.000 cơ sở so với năm trước. Ngược lại thì số lượng cơ sở phúc lợi dành cho người cao tuổi, bao gồm Trung tâm Phúc lợi Người Cao Tuổi, Viện Dưỡng Lão đã tăng hơn 3.300 cơ sở chỉ trong vòng một năm. Hàn Quốc được dự báo sẽ chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già vào năm 2025. Hôm nay, quốc kỳ của Ethiopia được treo rủ bắt đầu 3 ngày quốc tang để tưởng niệm 257 nạn nhân đã thiệt mạng sau trận lở đất kinh hoàng tại miền nam của nước này. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng lên tới 500 người. 15.000 người được khuyến cáo sơ tán vì vẫn còn nguy cơ xảy ra lở đất tại vùng đồi núi dốc. Vụ lở đất đầu tiên xảy ra tại ngôi làng nhỏ hẻo lánh trong đêm ngày 21 tháng 7 sau nhiều giờ mưa lớn. Vụ lở đất thứ hai xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 7 khi mà nhiều người dân địa phương đang tập trung tại hiện trường để tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân vụ lở đất đầu tiên. Không chỉ ở Việt Nam mà trong suốt một tuần vừa qua thì nhiều nước khác ở khu vực châu Á, cái tình trạng mưa lũ cũng diễn ra rất là khốc liệt và đã gây ra những cái thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những tổng hợp nhanh của chúng tôi. Ở châu Á, mới đây nhất ghi nhận bão Gayami gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở phía tây nam của Philippines, khiến 33 người thiệt mạng và mất tích, hơn 600.000 người phải sơ tán. Gayami là trận bão thứ 3 tràn vào nước này trong năm nay. Tại Trung Quốc, kể từ ngày 15 tháng 7 đến nay, lũ lụt do mưa lớn đã tàn phá nhiều nơi ở tỉnh Thiểm Tây. Cho đến nay, con số thiệt mạng do mưa lũ tại tỉnh này là 20 người. Còn tại Việt Nam, Trận mưa lũ hiếm gặp đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24 tháng 7 ở Sơn La đã làm 7 huyện, thành phố của tỉnh này thiệt hại nặng nề. Hậu quả 6 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 5 người bị thương, gần 1.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Người dân Sơn La cho biết, trận mưa lũ lần này có sức tàn phá gần bằng trận lũ lịch sử xảy ra vào năm 1991. Ngay sau đó một ngày, đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 7, lũ quét bất ngờ xảy ra ở xã Mường Cồn, huyện Điện Biên của tỉnh Điện Biên, khiến 7 người thiệt mạng và mất tích, 2 người bị thương. Quốc lộ 12 qua xã Mường Cồn bị tê liệt. Đây cũng là trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Vâng, một mùa mưa rất là khốc liệt. Vậy thì cụ thể thì nguyên nhân của đợt mưa này ở những đợt mưa lớn như vậy ở Việt Nam cũng như là ở một số nước khác thì nguyên nhân từ đâu anh? Dạ vâng, theo các chuyên gia khí tượng thì sở dĩ là mưa lớn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và nhất là khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam như vậy, thì một trong những cái nguyên nhân được xác định chính là cái sự chuyển giao giữa El Nino sang La Nina. Và thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì cái sự chuyển giao này diễn ra khá là rõ nét. Lúc này, những dòng hải lưu từ sâu dưới vùng biển Đông Thái Bình Dương nổi lên trên bề mặt, tạo ra một vùng nước mát hơn bình thường, dọc theo đường xích đạo từ phía đông đến trung tâm Thái Bình Dương. Ngay hôm qua, nhiệt độ ở trung tâm Thái Bình Dương đã giảm ít nhất là 0,2 độ C so với trung bình mỗi năm. Các dòng nước lạnh hơn này đẩy nước ấm sang bờ Tây Thái Bình Dương, gần về khu vực châu Á hơn. Hệ quả nhiệt độ nước biển có nơi cao hơn 1 đến 2 độ C. Đây chính là những dấu hiệu ban đầu cho thấy El Nino đang dần chuyển sang La Nina, tạo điều kiện hình thành các trận bão và mưa lũ dồn dập ở nhiều nước châu Á trong giai đoạn vừa qua. Ngay tại miền Bắc Việt Nam, từ đầu mùa mưa, tổng lượng mưa hầu hết đều cao hơn trung bình mỗi năm, từ 30 đến 80%, một số nơi còn cao hơn 80 đến 100%. Mưa lớn liên tục gây ra hàng loạt các vụ sạt lở đất, lũ quét nghiêm trọng, đồng thời lũ cũng xảy ra nhiều hơn mọi năm. Từ tháng 6 đến nay, trên các sông khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện 3 đợt lũ vừa và lớn. Đáng chú ý nhất là đợt lũ trong các ngày 23 đến 26 tháng 7 vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Hàng loạt các hồ thủy điện lớn đã xả lũ để điều tiết theo quy trình vận hành. Hồ thủy điện Hòa Bình đã mở 4 cửa xả đáy, thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy và hồ thủy điện Lai Châu mở tới 5 cửa xả mặt. Nước thượng nguồn đổ về, lũ ở đồng bằng Bắc Bộ lên cao. Mực nước trên sông Hồng qua Hà Nội đã cao hơn cả đỉnh lũ lớn nhất năm ngoái. Sông Bùi qua Chương Mỹ Hà Nội đến nay vẫn chưa thoát được lũ, ngập lụt trên diện rộng. Còn tại Nhật Bản thì mưa lớn gây ra lũ lụt kỷ lục cũng đang xuất hiện trên diện rộng, đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại khu vực Đông Bắc của nước này. Và đây cũng là đợt mưa lớn kéo dài gây lũ lụt chưa từng có trong suốt 100 năm qua tại Nhật Bản. Và theo thống kê sơ bộ thì tính đến thời điểm này đã có khoảng 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, gần 1.000 ngôi nhà bị hư hại, hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị ngập nước. Nhiều tuyến đê bị vỡ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các khu dân cư tại Nhật Bản. Một số đường giao thông trọng yếu bị sạt lở, làm tê liệt giao thông cũng như gây khó khăn cho các công tác cứu hộ. Và dự báo trong 4 ngày tới thì mưa lớn dữ dội sẽ còn tiếp tục xảy ra tại khu vực Đông Bắc của Nhật Bản. Hiện tại thì nước này đã nâng cấp cảnh báo thiên tai lên mức 5, tức là mức cao nhất của Nhật Bản. Còn tại Mỹ thì đã có hơn 4.000 người phải đi sơ tán khỏi các thị trấn ở phía bắc bang California do các đám cháy rừng lớn và lan rộng với tốc độ rất nhanh. Lực lượng cứu hỏa đã phải chiến đấu với gió mạnh và điều kiện khô hạn để tìm cách là dập tắt các đám cháy. Các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát từ hôm 24 tháng 7 và tính đến nay đã thiêu rụi khoảng 97.000 ha rừng. 134 công trình đã bị phá hủy. Khoảng 1.700 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy. Cơ quan dự báo thời tiết của bang California đã ban hành cảnh báo đỏ đối với khu vực cháy rừng và đồng thời dự báo là thời tiết nắng nóng dữ dội sẽ có nguy cơ gây hỏa hoạn ở những khu vực lân cận. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan đã kết thúc ngày hôm qua sau gần một tuần nhóm họp tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Hội nghị đã để lại nhiều dấu ấn về một ASEAN kết nối và tự cường. Thông tin thêm từ phóng viên Ngọc Phương, thường trú tại ASEAN. Với chủ đề ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường, tại 25 hội nghị cấp bộ trưởng, ASEAN và các đối tác đã trao đổi về tình hình triển khai các trọng tâm, ưu tiên của ASEAN trong năm 2024, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, kiểm điểm và định hướng hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời thông qua nhiều văn kiện quan trọng làm cơ sở triển khai hợp tác trong nội khối và giữa ASEAN với các đối tác trong thời gian tới. Các bộ trưởng đã thảo luận về việc tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như sự thống nhất đoàn kết của ASEAN bất chấp những thách thức. Các bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ để đảm bảo ASEAN vẫn giữ vai trò chủ đạo trong các vấn đề của ASEAN, cũng như trong hợp tác với các đối tác. Trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế như Biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, xung đột Nga-Ukraine, Trung Đông, ASEAN với các đối tác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững. Trên tinh thần chủ động tích cực, tại các hội nghị, Việt Nam cũng đã đưa ra một số đề xuất được các nước quan tâm đón nhận. Chúng ta đã đề xuất cái việc tổ chức hội nghị tham vấn về các cái kết quả thực hiện các cái tầm nhìn và chiến lược kế hoạch của ASEAN đến năm 2025. Điều này rất là có ý nghĩa bởi vì các cái cuộc trao đổi như vậy sẽ giúp ASEAN có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm và tận dụng những cái bài học kinh nghiệm đó cho cái quá trình triển khai thực hiện tầm nhìn sau năm 45 cũng như là các cái kế hoạch chiến lược sau năm 2025. Có thể nói Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan đã tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng hợp tác khu vực. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây cũng tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ngọc Phương, Phóng viên Việt Nam từ thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ủy ban châu Âu cảnh báo thâm hụt ngân sách tại 8 quốc gia thành viên có thể tăng lên 7% tổng thu nhập quốc dân GDP. Hội đồng Liên minh châu Âu ngay sau đó đã chính thức mở phiên điều trần với 8 nước này. Động thái này diễn ra sau 4 năm mà EU đã không áp dụng khung thâm hụt, còn được biết đến là hiệp ước ổn định và tăng trưởng do cuộc khủng hoảng Covid-19 và tình trạng giá năng lượng tăng đột biến. Thông tin thêm từ phóng viên Thế Dũng, thường trú tại châu Âu. Thủ tục tố tụng thâm hụt với 7 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gồm Bỉ, Pháp, Italia, Hungary, Malta, Ba Lan và Slovakia đã được Hội đồng Liên minh châu Âu khởi động, đồng thời tiếp tục thủ tục pháp lý đã áp dụng với Romania từ năm 2020. Giới chức châu Âu đã liên lạc với Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên và đề xuất lộ trình khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách. Hai giải pháp được đưa ra là phải tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu. Việc triển khai các biện pháp này sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ của Liên minh châu Âu nhằm đạt được mục tiêu là phải giữ mức thâm hụt ngân sách trong nước không vượt quá 3% GDP với tổng nợ dưới 60% GDP. Ủy ban châu Âu cho biết nợ công của Pháp và Bỉ hiện vượt quá 100% GDP, trong khi những quốc gia này còn đang nỗ lực thành lập chính phủ từ các liên minh sau bầu cử. Theo dự kiến, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ thông qua các khuyến nghị chính thức dành cho các quốc gia phải giảm thâm hụt vào tháng 12 năm nay. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn giữ vị trí là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất sang Singapore, chiếm hơn 32% thị phần. Kinh mạch xuất khẩu đạt giá trị là khoảng 54,6 triệu đô la Mỹ, tăng hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ của năm ngoái. Số liệu thống kê của Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho thấy là một số nhóm đã tiếp tục chứng kiến mức tăng rất mạnh, đó là gạo nếp với kinh mạch là khoảng 8,9 triệu đô la Singapore, tăng hơn 5 lần. Gạo vỡ và gạo chóc vỏ thì cũng tăng rất mạnh. Xếp sau Việt Nam là Thái Lan và Ấn Độ. Ít nhất 30 người Palestine đã thiệt mạng ngày hôm qua trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi trường đang là nơi trú ngụ của những người tị nạn ở thị trấn Dayaba, miền trung của dải Gaza. Giới chức y tế Palestine cho biết là trong số những người thiệt mạng có 15 trẻ em và 8 phụ nữ. Ngoài ra thì cũng có hơn 100 người đã bị thương trong vụ không kích trên. Trường học này vốn là nơi trú ngụ của khoảng 4.000 người tị nạn Palestine. Nơi đây có cả một bệnh viện dã chiến bên trong. Về phần mình thì quân đội Israel cho biết là họ đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Hamas trong khu vực phức hợp nói trên. Cục điều tra tội phạm mạng của Thái Lan vừa xóa sổ 2 mạng lưới cờ bạc trực tuyến và thu giữ tài sản trị giá khoảng 200 triệu baht, tương đương hơn 140 tỷ đồng. Việc xóa sổ các trang web được thực hiện sau khi cảnh sát tiến hành các cuộc đột kích vào trụ sở của các trang web này tại thủ đô Bangkok và tỉnh Songkhla. Theo cảnh sát thì đã 2 trang web cờ bạc này đã hoạt động được gần 5 năm do một nhóm điều hành với hơn 50.000 thành viên và tiếp nhận khoảng 480 triệu baht, tương đương 340 tỷ đồng mỗi tháng. 13 nghi phạm đã bị bắt, bao gồm một quản trị viên trang web, 3 chủ sở hữu trang web và 9 nhân viên. Một kỹ sư 37 tuổi người Ấn Độ vừa hoàn thành hành trình đạp xe qua 40 quốc gia để hòa mình vào không khí sôi động Olympic đang diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp. Anh Faiz Ali sống tại bang Kerala của Ấn Độ đã chứng minh tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Olympic Paris thông qua hành trình đạp xe gần 29.000 km kéo dài gần 2 năm. Hành trình của anh bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 và anh đã đến Paris hôm 25 tháng 7 vừa qua.